Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Khủng long và các động vật tiền sử, vì tính chất bí ẩn và khó nắm bắt của chúng, là một nguồn tư liệu tuyệt vời cho các tác phẩm giả tưởng, từ truyện chữ, truyện tranh cho đến phim ảnh và trò chơi điện tử. Và đương nhiên là cả những trò đùa dai nữa. Bạn đã bao giờ nghe về loài khủng long săn tình đầu tiên trong lịch sử chưa? Hay về con tôm cổ đại có ngoại hình y chang các nhân vật trong tựa game Among Us? Hay rồng có thể là một sinh vật có thật? Tin tôi đi, đó rất có thể là một trò đùa từ những người rảnh rỗi trên mạng, hay thậm chí từ một nhà khoa học tiếng tăm được mọi người kính trọng. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về những trò đùa nổi tiếng liên quan tới khủng long và các động vật tiền sử mà có thể bạn đã từng nghe hoặc chưa được nghe. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Lepidodendron và vết nứt thời gian. Nếu bạn là một người dùng mạng xã hội tích cực thì rất có thể bạn đã từng thấy tấm hình này rồi. Một cái cây và dòng chữ ghi. Chú ý, bạn đã từng thấy cái cây này chưa? Hy vọng là chưa, bởi đây là Lepidodendron và nó đã tuyệt chủng. Nếu bạn đang thấy cái cây này thì bạn đã rơi vào một vết nứt thời gian. Cố gắng và bình tĩnh nha. Lepidodendron là một chi thực vật đã tuyệt chủng sống cách đây khoảng 350 đến 250 triệu năm trước và khá phổ biến trong dữ liệu hóa thạch. Tên của nó có nghĩa là cây vảy, bởi thân của nó được bao phủ bởi những chiếc vảy hình kim cương mà thực chất đó là gốc lá. Khi cây lớn dần thì lá cũ rụng đi để lại những cái vảy như vậy. Thế nên Lepidodendron thường chỉ có lá ở trên ngọn và thân không có cành. Lepidodendron có kích thước khá tương đồng với nhiều loài cây lớn ngày nay, với thân có thể rộng khoảng 2m và cao đến 40, thậm chí là 50m. Theo Know Your Meme, bức hình trên đã được chia sẻ bởi người dùng có tên là Rexy Paleontology trên một trang web ít tên tuổi là iFunny vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, sau đó được chia sẻ lại trên Reddit và một số trang web khác, nhận được khá lượt thích. Tuy nhiên, meme này bắt đầu lan truyền mạnh mẽ hơn cả khi được chia sẻ lại trên TikTok, kèm theo âm thanh là một số hình ảnh gây ám ảnh khác, một số còn đưa ra cả dẫn chứng là hình ảnh cái cây trông khá giống Lepidodendron. Những video hoặc bài đăng này thu đến hàng triệu lượt xem và thúc đẩy một làn sóng meme ăn theo với nội dung tương tự, chỉ thay Lepidodendron và những sinh vật tiền sử khác, từ chim dodo cho đến chim bồ câu viễn khách. Đoạn âm thanh gây ám ảnh cũng được lần ra là một đoạn nhạc đăng tải vào năm 2021 bởi người dùng Rory in Early 20s. Thực chất thì những cái cây xuất hiện trong các đoạn video đều là những loài cây hiện đại có hình dạng giống Lepidodendron, và dù cho bạn có trông thấy cái cây mà bạn tin là Lepidodendron thật, hãy bình tĩnh và tìm cách báo cho cơ quan khoa học gần nhất thay vì làm clip TikTok. Biết đâu bạn sẽ có một fan để đời và được khoa học ghi danh. Con tôm Sussurcaris. Hồi đầu năm 2023 thì cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều tài khoản trên Twitter hay Facebook loan tin về một fan cổ sinh vật học mới. Đó là một loài tôm cổ đại có danh pháp là Sussurcaris saliti. Theo những gì được đăng thì loài tôm này được xác định từ một mẫu hóa thạch mà người ta khai quật từ nhóm địa tầng Selborne thuộc tỉnh Sussex. Các bài đăng này còn ghi thêm, tôm Sussurcaris thuộc họ Thylacocephalan, một nhóm giáp xác có kiểu hình một mai và một mắt đặc trưng. Điểm nổi bật nhất của Sussurcaris là cặp ngằng mảnh và dài hơn so với các Thylacocephalan khác. Thật ra thì phát hiện cổ sinh vật học cũng bình thường thôi, tuần nào tháng nào mà chẳng có. Nhưng điều thú vị là hình ảnh phục dựng của con tôm này lại trông giống y hệt những nhân vật trong trò chơi rất nổi tiếng là Among Us. Nhiều cư dân mạng Việt Nam còn gọi nó là con tôm sú, bắt nguồn từ cách viết tắt của chữ suspect trong Among Us. Quá thú vị phải không nào? Tuy nhiên, rốt cuộc đây lại là một trò đùa đi hơi xa và bị cộng đồng cổ sinh vật học bóc mẽ, xuất phát từ hai tài khoản Twitter. Một là tài khoản có ký danh là Heath, người này thừa nhận đã vẽ ra một hóa thạch có hình dạng lạ lùng. Người thứ hai phải chịu trách nhiệm cho trò đùa đi hơi xa này là một họa sĩ mạng có tài khoản Twitter với ký danh là Hope. Chính Hope là người đã vẽ bản phục dựng có ngoại hình lấy cảm hứng từ nhân vật game Among Us và ghi thêm một vài chú thích để tăng độ uy tín cho trò đùa của mình. Hope cũng đã phải lên tiếng đính chính và xin lỗi trên Twitter. Tuy nhiên, Twitter không phải là một nền tảng phổ biến ở Việt Nam, và việc nhiều trang mạng ở Việt Nam nhanh nhẩu đăng thông tin này như một tin khoa học mà không kiểm chứng đã khiến nhiều người dùng tin sái cổ. Tuy Sussurcaris không có thật, nhưng trên thực tế thì cũng có một số sinh vật cổ đại có ngoại hình phục dựng khá buồn cười, chẳng hạn như con tôm Dolocaris này. Tất nhiên, phục dựng có thể không chính xác hoàn toàn, và nếu gặp một thông tin mà cảm thấy nghi ngờ thì hãy nhớ kiểm chứng lại trước khi chia sẻ nha. Pervatasaurus. Con này thì chắc đã làm nhiều bạn ám ảnh lắm đây. Bản thân tôi cũng chẳng biết gì về Pervatasaurus cho đến khi có khá nhiều bạn đề cập về con khủng long này trong phần bình luận. Khi tìm thông tin trên mạng thì Dynoman thấy người ta viết về Pervatasaurus như sau.
Pervertasaurus là một chi khủng long chân thú có họ hàng với T-Rex, là động vật săn tinh cổ nhất lịch sử. Dinoman kiểu, động vật săn tinh là cái quái gì? Đọc tiếp thì, nó thường lén đi theo những con khủng long khác nhưng không phải để săn và ăn chúng, mà nó sẽ dụ những con khủng long nhỏ hơn về hang, rồi nhìn chúng trong lúc nó thẩm du. What the hell? Ngoài ra thì nó còn sống khá đơn độc, thường dành thời gian đi qua đi lại trong hang. Một thú vui khác của nó là ngâm mình trong bùn và cọ mình với những con khủng long đi thành bầy để tìm khoái cảm. Tên của nó là Pervertasaurus, xuất phát từ chữ pervert trong tiếng Anh có nghĩa là biến thái. Chỉ cần nhìn tranh phục dựng của nó thôi là đã thấy chữ biến thái hiện lên rồi. Thực chất thì đây không phải là một con khủng long có thật, mà chỉ là một sinh vật pha ke do The Onion, tạm dịch là hãng tin củ hành, một trang web chuyên chế cháo tin tức để cả khịa tại Mỹ dựng lên. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại bản tin về con khủng long này trên kênh YouTube The Onion. Và nếu đúng là có một con khủng long như thế thật thì tôi tin là nó cũng chưa tuyệt chủng đâu. Con rầu cuối cùng. Sẽ ra sao nếu những trò đùa được triển khai một cách cực kỳ nghiêm túc và bài bản? Hồi đầu thập niên 2000, lúc đó Dinoman vẫn còn nhỏ và đang đi học thì bất chợt được xem một bộ phim tài liệu khá là hấp dẫn, nói về nguồn gốc cũng như quá trình tiến hóa của loài rồng. Trong đó nói rằng rồng đã xuất hiện cùng thời với khủng long và tồn tại cho đến tận thế kỷ 15, trước khi bị săn đuổi đến tuyệt chủng bởi loài người. Bộ phim theo chân một nhà cổ sinh vật học tên là tiến sĩ Jack Tanner phá giải bí ẩn về loài rồng trong lịch sử, rằng chúng là những sinh vật có thật chứ không phải chỉ là truyền thuyết. Khi xem bộ phim này thì bạn khó mà tin rằng đó là một trò đùa, bởi ai lại đi đùa mà làm kỹ xảo các kiểu nhìn xịn sò như thế. Đã vậy còn có các anh, các chị, các ông, các bà đóng vai nhà khoa học bàn luận y như thật, toàn từng ngữ chuyên môn nghe không real thì không ăn tiền. Họ còn làm cả một tiêu bản xác rồng được tìm thấy trong băng vĩnh cửu trên dãy núi Carpathian. Bộ phim này sau đó còn được đề cử một số giải thưởng khá uy tín, chẳng hạn như giải truyền hình của mấy Emmy về kỹ xảo và hiệu ứng. Tuy không đạt giải nhưng đó cũng là bảo chứng cho công sức của đội ngũ sản xuất. Họ thật sự đã đánh lừa được nhiều khán giả cả tin, trong đó có cả Dinoman về sự tồn tại thật sự của loài rồng. Thậm chí là báo New York Times còn bình luận, thật dễ để quên rằng đây là một bộ phim tài liệu không nghiêm túc, chỉ vì kỹ xảo rất tốt, thậm chí đẹp nữa là đằng khác. Tất nhiên bộ phim có để cảnh báo đây chỉ là phim tài liệu giả tưởng ở ngay đầu phim, nhưng hồi đó tiếng Anh của Dinoman thì mới bập bóm, chỉ nghe thuyết minh là chính nên cứ gọi là tin sái cổ. Rhino Gradentia. Và hãy cùng đến với trò đùa dai nhất và cũng công phu nhất ngày hôm nay, Rhino Gradentia. Vào năm 1961 thì một cuốn sách được xuất bản tại Đức với tựa đề tạm dịch là Hình thái và đời sống của bộ Rhino Gradentia, nói về một bộ động vật lạ lùng sống trên một quần đảo biệt lập ở Thái Bình Dương đã tuyệt chủng sau khi quần đảo này bị nhấn chìm bởi một vụ thử bom nguyên tử của con người. Lạ lùng là bởi bộ động vật này gồm nhiều loài khác nhau, đã tiến hóa để sử dụng cái mũi của chúng cho rất nhiều việc, từ di chuyển cho đến bắt mồi hay thậm chí là để bay. Chúng còn có danh pháp khoa học cụ thể, nhiều cái tên nghe rất kêu, chẳng hạn như Tyrannosaurus nghe giống Tyrannosaurus, Mammontops nghe giống như vòi mammut. Tổng cộng thì tác giả của cuốn sách đã thống kê được 138 loài trong tổng cộng 31 chi, 14 họ thuộc bộ Rhino Gradentia, kèm theo hình minh họa chi tiết và đầy đủ. Nhiều người đọc cuốn sách này tin sái cổ, một phần vì đó mới là thập niên 1960, mà người ta tin rằng vẫn còn nhiều nơi trên thế giới chưa được khám phá. Thậm chí là còn bày tỏ sự tiếc nuối vì hòn đảo cũng như hệ động thực vật phi thường của nó đã trở thành nạn nhân của bom nguyên tử. Phải mất một thời gian thì họ mới nhận ra đây là một trò đùa cực kỳ công phu của tác giả Harald Stumker, hay nói đúng hơn đó là một bút danh của nhà động vật học người Đức Gerolf Steiner. Trò đùa của Steiner lấy cảm hứng từ một bài thơ nhảm nhí mà ông đọc được về một loài vật đi bằng mũi và thậm chí còn được ông dùng như một ví dụ về sự tiến hóa trên các khu vực địa lý biệt lập trong các bài giảng của ông trên giảng đường đại học. Tuy là một trò đùa, do nội dung của cuốn sách viết ra quá thuyết phục, nó đã được xuất bản và tái bản nhiều lần ở Đức và nhiều nước trên thế giới, trở thành nguồn cảm hứng cho những trò đùa về động vật nhân ngày cá tháng 4 cho đến tận ngày nay. Thậm chí người ta còn lấy cảm hứng từ cuốn sách của Steiner để đặt tên cho các động vật có thật, chẳng hạn như Rhino Gradentia Steineri, một chi ngài, hay Hyorhinomys stumkei, một loài chuột chu sống trên đảo Sulawesi ở Indonesia. Vừa rồi là năm trò đùa liên quan đến động vật tiền sử, hoặc cũng có thể không tiền sử lắm như Rhino Gradentia chẳng hạn. Bạn thích trò đùa nào nhất? Hãy bình luận bên dưới để cùng thảo luận nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì nhớ tặng cho kênh một đăng ký. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.